ba cúp nó cúp mua gì dữ vậy ba. Trời ơi trời, hổm gậy ông không biết là team tôi đi đá giải một đống cúp không nội. Ba cũng biết mua có đó, nó giải mới chịu à. Giờ mình đụng cái đó ra đá với tao nè, coi mình giải cái nào. Vậy, tao mình... có giải cho dân á nhưng mà ra đá ba ăn rồi đó. Cô chú có tem nữa hả? Trời ơi, tao có tem nữa không? Có tem không đá, đá dữ không? Tôi mấy là mười mà, đá được rồi, thu á. Rồi làm cái kèo luôn hả? Ừ. Sao? Ai đòi ra kèo đá với mình vậy? Trời ơi. Ông Phong luôn nè, ông Phong luôn nè. Bây giờ bay đá gì? Chiều nay chuẩn bị đi ra đá với tao nè. Cũng hiểu rồi đó. Trời ơi, ba cúp mua không. Rồi gì à, Phú Phú, Phú Phú. Nè nè, nhìn đó hình tôi nè. Phú Phú, Đức Cống, Quý Hành. Rồi là tôi là Lộc. Đá lậu giò tụi mày luôn. Rồi, chị chuẩn bị nha. Mày kêu Messi, Ronaldo qua luôn được. Ừ, kêu dắt luôn. Ừ. Ok anh em ơi, thì bây giờ là 7 giờ thì tụi tôi sẽ đi qua bên Hoàng Quân nha anh em ơi, cái sân này kế bên tôi luôn. Đó, tôi sẽ cho chú Nuôn biết nếm trải cái mùi mà lấy gỗ đựng banh nha anh em. Sao đang có đá với ông chú Nuôn? Gì? Đá mới mở hả? Ừ. Là ông chết chứ vẫn chơi hoài. Được không? Thiệt chứ không? Thôi thôi. Cử gì mày? Cử gì? Rồi cử gì? Có mày chú Nuôn sao? Hốt, ông có đòi hâm mày không? Có chứ. Có thì tao hốt luôn. Tao đấm mày một cái à nghe. Chứ chạy một con đờ găng nha anh em. Con chưa? Ừ. Ráng đi, ráng bằng tôi đi hả nói chuyện. Yêu, yêu thì nói yêu, hiểu không? Yêu thì nói yêu. Ông cưới vợ chưa? Trời ơi, cưới chưa? Ai cưới trước? Đó đó đó, tôi tới rồi đó nha anh em. Tôi tới rồi đó nha. Ủa? Từ từ. Đó, tôi tới rồi đây. Ủa, bữa đâu thấy sân này đâu ta? Thì giờ thấy. Má vậy. Ở đâu? À, đây. Em học là nếu có học coi chừng học chừng nghỉ nè. Quay đi qua, vô đi qua. Sao, chuẩn bị chưa? Nóng hết trơn rồi nè. Rồi cốt. Có Messi không? Rồi cốt. Có mày nữa mày. Trời ơi, mày cúp mùa đi quay đá mùa tao rồi nè. Thua xịn. Quê lắm. Quay rồi đăng lên mạng quê lắm. Quay rồi đăng lên mạng quê lắm. Mở mở ý rồi còn đó. Nhìn nè, nhìn nó quê cho em coi nè. Chuẩn bị lỡ. Ai thua đăng lên mạng nha. Thua đăng lên YouTube cho tao coi lỡ. Chuẩn bị lỡ cho anh em. Nhắm ăn được nhiều anh. Trời ơi, chắc chắn là ăn rồi, nói gì nữa. 100% 100% Ok 100% luôn. Rồi thì hello tất cả anh em nha. Đó thì hôm nay thì tôi có đá kèo với lại là ông chú Nuôn anh em à. Đó, đội chú Nuôn thì tôi thấy là bự lắm đó nha anh em ơi, bự con lắm nha. Thì không biết thì đá như thế nào thì anh em cùng coi nha. Bây giờ Quý Hanh, nhưng mà trời ơi không được anh em ơi. Đó, rồi thì bây giờ là Kiên Nhẫn sẽ truyền cho Quý Hanh. Thì bây giờ là Quý Hanh sút nhưng mà vẫn không vô luôn nha anh em ơi. Bên chú Nuôn có một thủ môn mập địch chụp ghê quá, nhưng mà Kiên Nhẫn là người sút vô đầu tiên rồi nha anh em ơi. Đó thì tỷ số là 1-0 rồi nha. Rồi thì chiều bên kia quá dễ, bây giờ là chú Nuôn. Bây giờ chú Nuôn lò hán nước cống vô quá dữ đến từ vị trí của chú Nuôn luôn anh em ơi. Thì tỷ số là 1-1 nghiêng về hai bên rồi nha anh em ơi. Đó, tôi ngồi ngoài tôi cười quá trời luôn anh em ơi. Tem chú Nuôn toàn là út khờ TV không à anh em ơi. Rồi bây giờ là Quý Hanh, trời ơi. Đó, anh em thấy chưa, Quý Hanh nó nhanh lắm anh em ơi. Đó, rồi thì bây giờ tỷ số là 2-1 và anh em. Thì anh em nào muốn đá U17 eSports gì của An Giang anh em, thì anh em với mình là liên hệ Facebook của tôi nha. Thì tôi có đăng bài anh em vô đó mà anh em ứng. Trời ơi, làm gì trời ơi, trời ông hai ông nội này đá banh hay là tấu hài với mấy ông nội. Rồi, bây giờ tỷ số là 2-1 và anh em ơi. Rồi, bây giờ là Phú Phú sẽ chuyện cho Quý Hanh. Thì bây giờ Quý Hanh sẽ dẻo lực cót sút. Trời ơi, nó dẻo quá lướt cót là nó xúc vô rồi anh em ơi. Đó, bây giờ là tỷ số là 3-1 rồi nha anh em. Rồi bây giờ là lướt cót
sẽ xúc nhưng mà không qua được, giống như là hủ môn bên số 20 bên tôi nha anh em. Thì bây giờ Đức quận què nha anh em ơi, nó hết là hành là bilibala anh em ơi, xúc nhưng mà không vô anh em ơi. Đó rồi, thì bây giờ Văn Phú, bây giờ là Đức cống đi ba la, bây giờ Đức cống đi ba la sẽ làm như thế nào đây. Rồi đảo chân xúc, trời ơi trời, chân bị méo rồi anh em ơi, hả gì mà xúc ra ngoài anh em. Bây giờ là lực cốt, lực cốt sẽ chuyền cho ai đây? Rồi, trời ơi ông nội ơi, trời ông nội này đá cái gì vậy trời, ông chú nuôi nó bắt lực luôn anh em ơi, quả cái trưởng thiệt chứ ông nội. Bây giờ là tỷ số là 3-1 rồi. Thì bây giờ là ông cốt lọc, ông cốt lọc xúc, trời ơi không vô hủ môn, thôi ơi vẫn không vô luôn anh em ơi, quả thì là tiếc luôn. Thì bây giờ là tôi giống như là đang làm hủ môn cho anh em ơi, một hồi thì tôi sẽ đá cho anh em coi nha. Thì hồi đó giờ anh em đâu thấy là tôi đi đá kèo hay là đi đá giải gì đâu đúng không? Đó rồi tỷ số là 4-1 luôn rồi anh em ơi, hồi nãy giờ xúc vô quá trời xúc rồi. Thì bây giờ là ông chú nuôi, thì bây giờ là chú nuôi sẽ làm như thế nào? Rồi dẻo được kiên nhẫn, rồi dẻo được hép không? Không được anh em ơi. Rồi bây giờ là đùa kiên nhẫn, dạo này kỹ năng lên thượng thừa ha. Rồi thì bây giờ là xúc, trời ơi nhưng mà không có vô luôn anh em ơi. Bây giờ Đức cống đi ba la sẽ chuyền cho Quý một ngón. Thì bây giờ là Quý một ngón sẽ làm như thế nào đây? Quý một ngón xúc nhưng mà hủ môn bên kia chụp được anh em ơi, khá chi là tiếc luôn. Rồi thì bây giờ là tem bên chú nuôi sẽ là người phản công cho anh em ơi, xúc luôn nhưng mà không thành công. Rồi thì bây giờ là rồi số ông chính, ông lọt cốt, lọt cốt chú nuôi chụp, trời ơi chụp cái đường nào được anh em ơi. Rồi thì bây giờ là tỷ số là 5-1 rồi nha anh em ơi. Đó, tôi sẽ cho chú nuôi biết là thế nào là lấy gỗ mà đựng cúp nha anh em ơi, ủa lộn đựng banh nha anh em. Rồi thì bây giờ là hình như 4-1 hay là 5-1 gì đó tôi cũng biết nữa. Rồi bây giờ là số 09 sẽ làm như thế nào đây? Xúc không vô quý một ngón nhưng mà rồi lực cốt nói chung là xúc xé lưới luôn nha anh em ơi. Đó khá hay đến từ vị trí của lực cốt luôn. Thì giờ là quý một ngón xúc Đức cống, trời ơi quá dở luôn anh em ơi. Hả Đức cống đã dở lắm anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là bên kia sẽ làm như thế nào đây? Bây giờ là lực, rồi bây giờ là bên kia phản công, rồi bên chú nuôi lại tiếp tục xúc vào tiếp và anh em ơi. Đó khá là tiếc luôn, hủ môn quý một ngón gà quá anh em ơi. Bây giờ tôi quyết định là tôi lên tôi đá luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ là phú sẽ làm như thế nào đây? Phú anh nhưng mà không thành công rồi anh em ơi, khá chỉ là tiếc luôn. Rồi thì bây giờ là bên kia sẽ làm như thế nào? Đó xúc, trời ơi kiên nhẫn nó chụp anh em ơi, bên tôi không có hủ môn nha. Rồi bây giờ làm lại nè, thì là quý ngón quyết định là xúc luôn, trời ơi quý hanh nó bỏ cái xúc vô luôn nha anh em ơi. Ai về đâu chú nuôi chửi đồng đội luôn anh em ơi. Chú nuôi chạy lắm anh em ơi, đậu xanh chú nuôi là cái kèo này chú nuôi không làm ăn được gì hết trơn anh em ơi. Rồi thì bây giờ là quý một ngón nè, cho chú nuôi chết nè đó. Rồi thì bây giờ là quý ngón sẽ phối hợp với quý hanh nè anh em ơi. Rồi quý hanh gịch lại quý ngón xúc, trời ơi quá chỉ là hợp lý luôn anh em ơi. Tại vì tôi đi đá giải, tôi nhìn cái bài nó đá ghét, tôi biết bài của nó luôn anh em ơi. Rồi, quý một ngón xúc. Nhưng mà, trời ơi, nhém nữa, quý thanh nó đánh gót vô rồi anh em ơi. Đó, rồi, thì bây giờ là bên kia sẽ làm như thế nào đây? Liệu có xúc vô được Đức cống đi ba la không? Trời ơi trời, như vậy mà cổ không xúc vô được nữa ông nội ơi. Rồi, nhưng mà không sao, bây giờ làm lại nha. Rồi, bây giờ là quý thanh dễ được một người rồi. Rồi, dễ được hai người, ba người, xong rồi, bốn người, xong rồi. Đâu rồi? Trời ơi ông nội ơi, dễ cho dữ, lúc dứt điểm gì có một điểm vậy trời. Trời ơi quá, bên chú nuôi nói chung là xúc vô quá trời xúc rồi anh em ơi, quá khứ ông trời ông đĩa ơi. Rồi thì bây giờ là lực, ủa thằng bảo đây là xúc luôn, trời ơi nhưng mà Đức cống chụp được rồi anh em ơi. Đó thì bây giờ là Đức cống phản công, Đức cống sẽ truyền lên cho ai đây nhưng mà không thành công rồi. Đó bây giờ là quý hanh sẽ truyền cho ông hép, bây giờ ông hép sẽ truyền cho quý một ngón. Thì bây giờ là quý một ngón xúc Di bẩm nè, cho Di bẩm chụp luôn nha anh em ơi. Di bẩm là bây giờ là hết khí rồi anh em ơi. Ủa Đức cống chụp quá dữ luôn. Ông chú nôn nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là rồi ông có thép là dẻo được chú nôn rồi, dẻo được mập rồi anh em ơi. Rồi thì bây giờ là truyền cho quý hanh, thì bây giờ quý hanh sẽ truyền cho quý một ngón. Thì bây giờ là quý một ngón sẽ truyền cho ông hép, thì bây giờ là ông hép sẽ truyền cho quý hanh, quý hanh truyền lại cho ông hép. Quá dữ luôn anh em ơi, Di bẩm là sao mà chịu nổi anh em ơi, Di bẩm là chịu không có nổi đâu. Rồi bây giờ là chú nôn sẽ chuyện cho lực cốt. Bây giờ là lực cốt xúc, trời ơi mà lực cốt tung cái cú đại bác quá là hay luôn anh em ơi, nhưng mà nó không có thành công rồi. Thì bây giờ là quý hanh sẽ làm như thế nào đây? Ủa quý hanh dẻo qua hai người luôn em ơi, quá là khéo luôn. Thì bây giờ chuyện cho giống như là phú chuyện với quý hanh nhưng mà không vô luôn anh em ơi. Má Di bẩm nó hên quá trưởng luôn. Rồi nhưng mà không sao nha, bây giờ quý ngón sẽ truyền cho quý hanh. Thì bây giờ anh em nhìn Di bẩm gãy nè, rồi gãy rồi anh em ơi. Trời ơi trời,
như bỗng nó tính bắt lại bên kia đi em ơi, như quỷ hành nó đá nhẹ bên đây cái là lụm liền anh em ơi, lụm gạo anh em ơi. Chú Nôn bây giờ là chú Nôn buồn cuộc tình đà pha dầu kèm như điếu thuốc lá, như điếu thuốc lá nào mày khỏi, trời ơi trời, quái cái trưởng luôn em ơi, buồn tới cái nồng nổi luôn rồi. Sống lên ơi, em cố gắng lên đi. Rồi nhưng mà không sao nha em ơi, thì bây giờ là bắt đầu lại cái trận đấu này nha. Thì bây giờ là Di Bổng sẽ chuyền cho chú Nôn. Thì bây giờ là chú Nôn sẽ làm như thế nào đây? Rồi bây giờ là chú Nôn, quá hay đến từ vị trí của chú Nôn luôn em ơi. Chú Nôn có banh là chú Nôn xúc vô nha anh em. Rồi bây giờ không sao. Rồi nhưng mà trời ơi, gỡ hai trái luôn rồi anh em ơi. Thì bây giờ là Quý Thành, có anh dẻo lực được code. Thì bây giờ là dễ quá, liệu có dễ quá hay không? Quý buồn có xúc nhưng mà không vô anh em ơi, khá chỉ là tiếc luôn. Rồi bây giờ đầu tiếp tục là Quý Thanh sẽ dễ qua lực lót. Rồi lực lót sẽ làm như thế nào đây? Rồi bây giờ là Cú Ba Ba Chào, xin lỗi Quý Thanh xúc nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Hả, Úc Khờ TV anh em ơi. Bây giờ là Quý Hoàng Ngón nè, Di Bụm. Trời ơi, quá nhẹ nhàng đúng không anh em ơi? Quá chi là nhẹ nhàng luôn nha anh em. Rồi, thì bây giờ là bên kia phản công. Nhưng mà bây giờ là Di Bụm sớm. Nhưng mà không thành công rồi anh em ơi, khá chi là tiếc. Rồi bây giờ là kiên nhẫn anh em ơi, bây giờ là kiên nhẫn. Rồi bây giờ là chú Nôn chụp, chú Nôn sớm. Nhưng mà vô rồi nha anh em ơi. Bây giờ là Quý Hoàng Ngón sớm. Sớm chú Nôn chụp đi, chú Nôn sao mà chú Nôn đỡ nổi nha anh em ơi. Đó bây giờ là tiếp tục là Quý 11 ngón nữa anh em ơi. Thì bây giờ là Quý 11 ngón sẽ làm như thế nào đây? Quý 11 ngón quyết định là sớm vô, quá dữ luôn anh em ơi. Đó trận này là cho chú Nôn thua 20 trái luôn nha anh em ơi. Này là anh em nhìn chú Nôn chụp nè. Đó trời ơi trời, cái gì vậy ông có đòi đạo xanh chú Nôn là bây giờ là hết phép rồi anh em ơi. Thì bây giờ lại là tôi, lại là Quý 11 ngón nha anh em ơi. Sớm. Trời ơi nhưng mà chú Nôn chụp được rồi anh em ơi, chú Nôn chụp được rồi. Đó, thì bây giờ là chú Nôn đang sung đó, mày chụp mày xúc cho tao mạnh mạnh lên đi cho tao chụp cho nó đã. Đó. Rồi bây giờ là Di Bẩm sẽ làm như thế nào đây? Di Bẩm không vô nha anh em ơi, không vô đến từ vị trí của Đức Dybala. Bây giờ Đức Dybala sẽ chuyền cho Quý Hùng Ngón. Bây giờ là Quý Hùng Ngón sẽ làm như thế nào đây? Quý Ngón quyết định là sớm. Trời ơi nhưng mà chú Nôn chụp được rồi anh em ơi. Tiếp tục là Quý 11 Ngón. Vô. Quá chi là hay luôn em ơi. Rồi thì bây giờ là tiếp tục là tôi em ơi, tiếp tục là tôi. Vô. Chú Nôn là cái kiểu này là chú Nôn thua luôn rồi. Tiếp tục là Quý 11 Ngón. Vô. Gì mà xúc vô liên tục vậy trời. Đậu xanh. Ba bữa cả lại đây với anh Hoàng đó hả? Ở đâu? Ở anh gì? Anh có lại đâu anh. Vài bữa đi. Tôi đã anh nhẹ nhàng anh còn vô nữa. Tiếng nói tiếng gì? Tiếng 250 hả? Ừ. 250. Anh trả anh tiếng luôn. Dạ tại nãy em lượm banh không mà em biết lượm banh không? Cái đá là sao đá nha. Banh không có banh. Cố gắng vậy sao nha. Dễ sao làm lại, dễ sao. Con trái một đá gớt mừng, gớt xong lượm nãy giờ. Dễ sao mình làm lại. Cố gắng vậy. Giờ nó gớt lên trên cái lóc thì để mình kết thúc anh em ơi, thì anh em nhớ là đăng ký kênh của mình nha. Buồn.